lão thành thì không nói làm gì, ngay các đồng chí còn trẻ có khi ngày sinh tháng đẻ cũng có nhớ chính xác đâu. Người Việt Nam ta hay lẫn âm lịch với dương lịch lắm. Ông bà ta ngày xưa sinh ra có ai sinh làm khai sinh đâu, chỉ nhớ trong tiềm thức. Trường hợp này cũng xảy ra với bác. Cho nên cái ngày 19 tháng 5 linh thiêng lắm, nhưng lại là một ngày rất tượng trưng. Hóa ra bác lấy ngày thành lập mặt trận Việt Minh, gọi tắt là Việt Minh, tên đầy đủ là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Bác thành lập ở Bắc Bó, Cao Bằng, 19 tháng 5 năm 41. Nhờ mặt trận này mà có cách mạng tháng 8. Rồi đến năm sau, bác kỷ niệm sinh nhật 19 tháng 5 ở Hà Nội. Lúc đó bác 56 tuổi. Ta cứ đinh ninh đây là sinh nhật bác. Có ngờ đâu bác làm sinh nhật cho mặt trận, mà bác hóa thân vào mặt trận, bác bảo sinh nhật của bác. Đồng chí nào làm công tác mặt trận, công tác đoàn thể, làm thủ lĩnh các đoàn thể này, hạnh phúc lắm đấy các đồng chí nhé. Được thể hiện năng lực hóa thân đại đoàn kết của bác. Riêng các nhà giáo này, các nhà giáo càng hạnh phúc vì có một người thầy vĩ đại, một người đồng nghiệp vĩ đại là bác. Bác cũng là nhà giáo. Bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết rồi mới đi tìm đường cách mạng đấy chứ. Đấy. Từ cô giáo mầm non đến tận giáo sư đại học đều là đồng nghiệp nhỏ của bác thôi. Và có bác là một người thầy vĩ đại, ta phải noi gương. Thế thì ngày 19 tháng 5 hóa ra là một ngày ước lệ. Ước lệ nhưng nó thiêng liêng đến mức bây giờ nó trở thành sự thật lịch sử. Cả nước thừa nhận, cả thế giới thừa nhận, nó trở thành ngày sinh của bác. Đấy. Còn muốn biết vì sao là ước lệ thì tôi cung cấp cho các đồng chí một cái thông tin này. Bác khai lý lịch ta mới biết được. Ta cũng khai lý lịch, bác cũng khai lý lịch. Nhưng ta khai là bổ sung vào công chức hàng năm hay là hồ sơ đảng viên. Còn bác là khai ở tầm lãnh tụ quốc tế. 30 tuổi đã là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Pháp chứ cơ mà. Bác đi họp Đại hội Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô, tổ quốc của Lenin. Thì bác phải khai lý lịch. Người ta phát cho mỗi đại biểu một cái tờ khai, chỉ cần điền tên vào là xong thôi. Hỏi thế nào trả lời như vậy. Lời khai của bác giản dị, hồn nhiên vô cùng. Và đây là cả một bản lĩnh văn hóa. Họ và tên, bác ghi mỗi chữ Lin là xong. Tiếng Nga đó. Tiếng Nga của bác mà người Nga cũng phải khâm phục cơ mà. Đấy. Thế là ghi là Lin. Lin là tên bác. Thời ấu thơ là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên là Nguyễn Tất Thành, đi nước ngoài là Văn Ba, ở Pháp là Nguyễn Ái Quốc, là chủ tịch nước lại là Nguyễn Ái Dân, thời ở Liên Xô là Lin, ở Trung Quốc là Lý Thụy hay là Vương, vân vân. Bác rất nhiều tên. Có khi bác dùng cả tên ký hiệu XYZ, có khi dùng cả chữ B hay là CB, đây là bác hay của bác, vân vân. Rất nhiều tên. Thì ở Liên Xô bác ghi là Lin, thế là xong. Ta còn tìm được cả luận án tiến sĩ sử học của bác, thời bác ở Liên Xô đấy nhé. Bác đã từng viết luận án tiến sĩ sử học. Bác chọn đề tài là vấn đề ruộng đất ở Đông Dương. Đấy, để làm đề tài luận án, có vĩ đại không? Tất nhiên bác không bao giờ bảo vệ. Vì làm luận án chỉ là phương tiện, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Chỉ còn bác là làm cách mạng cứu dân cứu nước. Bác sáng tạo quá. Bác đi trước thời đại. Cho nên quốc tế cộng sản không hiểu bác. Mà nhất là kêu Stalin bạo chúa này, ông ấy ác cảm với bác lắm. Ông ấy coi bác là quốc gia chủ nghĩa, dân tộc chủ nghĩa, không có lập trường giai cấp, chứ có thừa nhận bác là cộng sản đâu. Quốc tế cộng sản còn chỉ thị cho đảng ta hủy cương lĩnh của bác bằng một cương lĩnh khác. Cho nên bác sóng gió đau khổ lắm các đồng chí. Hoàn cảnh đi làm tiến sĩ của bác chẳng qua để bảo vệ sự an toàn tính mạng trong thời đó thôi. Chui vào một cái thánh đường để bảo toàn, theo lời khuyên của các đồng chí cộng sản Xô Viết mà rất mực yêu quý bác. Chứ bác có chủ trương làm tiến sĩ đâu. Vậy mà vĩ đại đến như vậy. Thì bác khai là Lin là xong. Dòng thứ hai này, ngày tháng năm sinh. Bắt đầu từ đây là có chuyện này. Ngày để chống, tháng để chống bác có khai đâu. Năm sinh bác khai một, mỗi khi một khác. Hoạt động bí mật. Và trong hoàn cảnh của bác như vậy bác phải khai khác đi. Lúc bác khai 1891, lúc bác khai 1892,
ở Pháp bác khai cả 1893. Thế chúng ta mới có tiểu chủ trương viết tiểu sử cho bác. Ta mới đi hỏi bác, lúc bác còn rất khỏe và minh mẫn. Ta hỏi bác bảo, thưa bác, sao bác không có ngày tháng? Bác cười, bác bảo bác có nhớ đâu, bác không biết. Thế còn năm sinh thì năm nào là đúng hả bác? Bác cười, bác bảo, năm nào cũng đúng hết chú ạ, đúng hết. Ta cũng chưa hiểu ý bác thế nào. Bác phải giải thích cho là ngày tháng thì bác không biết, bác không nhớ. Bà ngoại dặn bác là bác sinh vào mùa sen nở thì bác biết vậy thôi. Mùa sen nở tức là tháng 5, mùa hè, làng sen là quê nội của bác cơ mà. Đấy. Thế còn năm sinh thì năm nào cũng đúng, bởi vì Việt Nam ai mà chả vậy. Đã có tuổi âm lại có tuổi dương, nó trùng nhau cũng được, nó không trùng nhau cũng có sao đâu. Mà bác cũng có nhớ đâu, bác nghe kể lại như vậy. Đấy, ta xem, bác rất là hồn nhiên. Ta hỏi bác là, thế riêng ở Pháp sao bác lại khai xa thế? 1893 cơ. Bác cười, bác bảo, trường hợp này là bác nghi binh, chú có biết không? Nó theo dõi bác suốt cả ngày đêm, bác phải khai khác đi như thế để nó không lùng bác được chứ. Thế cơ mà các đồng chí. Đấy. Khi ở Pháp, bác là Nguyễn Ái Quốc còn rất trẻ, ngoài 20 tuổi, nó đã coi bác là nhân vật nguy hiểm. Vì lật đổ nó thì nó coi là nguy hiểm đấy. Thế còn bây giờ cũng vẫn là Nguyễn Ái Quốc, nhưng lại có thêm tên là Hồ Chí Minh nữa. Mà bác là chủ tịch nguyên thủ quốc gia sang thăm Pháp đàng hoàng thì nó lại rất là trọng vọng. Cái viên hải quan ở sân bay ấy, nó hỏi bác một câu rất là lễ độ. Thưa chủ tịch, xin chủ tịch cho biết cụ thân sinh ra chủ tịch tên là gì, để nó làm hồ sơ thấy thực nhập cảnh các đồng chí. Bác chợt nghĩ ngay chứ, mình là Hồ Chí Minh, thế bây giờ khai bố thế nào? Bố là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy. Bác là người rất linh hoạt và uyển chuyển, không có câu nệ gì cả. Bác mỉm cười và nói ngay, cụ thân sinh ra tôi tên là Hồ Chí Thông. Bố là Thông thì con là Minh, nó mới hợp logic chứ các đồng chí. Ta xem, đấy. Bác của chúng ta rất uyển chuyển, không có sao cả. Hồ Chí Thông thì vẫn là Nguyễn Sinh Sắc, mà Hồ Chí Minh thì vẫn là Nguyễn Sinh Khiêm, Tất Thành thôi, có sao đâu. Đấy. Phong cách của bác là thế, uyển chuyển linh hoạt, miễn là nó được việc trong từng lúc không có sao cả. Đến cái dòng thứ ba này, nghề nghiệp. Lãnh tụ quốc tế nổi tiếng như vậy mà bác khai nghề nghiệp, bác ghi mỗi chữ làm thuê. Bác làm thuê thì bác ghi là làm thuê. Nào là bồi bàn, thủy thủ nè, quét rác trong sân trường, rửa ảnh tráng phim, vẽ đồ cổ, thế rồi là làm vườn cây, làm trồng hoa ở ngoại ô London. Bác ghi một chữ làm thuê là xong. Nhà báo nó săn tin chứ, nó hỏi bác là chủ tịch làm nhiều nghề như vậy thì nghề nào là nghề chủ tịch thích nhất. Bác nghĩ ngay chứ, vì có một lần bác khai là nhà chính trị chuyên nghiệp. Nghề là nghề chính trị chuyên nghiệp. Bây giờ bác khai thế nào? Bác bảo tôi có ba nghề thích thú. Nghề thứ nhất là nghề khuân vác, ở bến cảng Nhà Rồng bác khuân vác. Nghề thứ hai là nghề dạy học, Dục Thanh Phan Thiết. Nhưng rất lạ, ở Dục Thanh Phan Thiết bác chỉ được phân công dạy mỗi môn thể dục đấy các đồng. Thế mà sau này bác nói về giáo dục như một chuyên gia lỗi lạc vậy. Mỗi cấp chỉ một câu thôi. Nếu đội ngũ nhà giáo của tỉnh ta rất đông, đủ mọi cấp học ngành học, xin các đồng chí nhớ cho mấy cái câu này. Dạy mẫu giáo, tức là mầm non đấy, phải giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu, đừng đánh cắp tuổi thơ của nó, rất là quan trọng. Tiểu học phải dạy đức tính để làm người. Chuyên bác để lại 5 điều bác dạy thiếu nhi là xong, là cả một tuyên ngôn về giáo dục tiểu học. Dạy trung học này, phải dạy kiến thức cơ bản, học xong phải đi làm thợ được ngay. Ta không hiểu ý của bác, không làm đúng ý bác, chuyên bây giờ mới khổ thế này. Bây giờ 191.000 cử nhân thạc sĩ tiến sĩ thất nghiệp cả nước và đại học. Bác có chủ trương thế đâu, đi làm thợ cơ mà, rồi sẽ tiếp tục học lên. Bác là thế. Đại học, bác cũng nói một câu thôi, đại học là đào tạo chuyên gia, cho nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu.
Thế thì phải ôm chùm tri thức Đông Tây Kim Cổ mới có thể nói được mỗi cấp học một câu mà đúng thần thái như thế. Đây bây giờ đang là điểm tựa cho chúng ta trong cải cách giáo dục sắp tới, đấy, nhất là giáo dục đại học. Nghề thứ ba mới lạ này. Nghề thứ ba bác tự nhận là một nghề thích thú, bác bảo đấy là nghề thầy cúng. Thầy cúng các đồng chí, ở Thái Lan bác mặc áo cà sa nhà Phật vào nhà chùa ngủ như một Phật tử, đi khất thực, thật ra là thầy cúng, làm dân vận cho dân đấy chứ. Ở Việt Bắc, bác vào tận làng, tận bản, đóng vai thầy mo, thầy cúng để vận động dân đấy chứ. Cụ Nguyễn Văn Tố mất là chủ tịch quốc hội, bác đích thân viết văn tế. Cụ Huỳnh Thúc Kháng mất, bác đích thân viết lời điếu, vì chữ Hán của bác rất thâm thuy. Bác chọn nghề thầy cúng cũng đúng, không phải mê tín dị đoan đâu. Dòng tiếp theo này, họ hỏi bác là trình độ học vấn. Bác có khai bằng nào, cấp nào đâu. Bác ghi mỗi chữ tự học. Thế thôi. Đấy là lời khai của bác. Câu cuối cùng này, đồng chí biết những thứ tiếng nào, bác biết bao nhiêu ngoại ngữ, bác có khai đâu. Bác ghi mỗi câu là biết vài thứ. Với toàn bộ tờ khai của bác là như vậy. Thì ta mới thấy ở đây bao nhiêu điều huyền thoại về Hồ Chí Minh. Quê ngoại của bác, bấy lâu nay ta cứ nói là Hoàng Trù, làng chùa. Đấy là quê ngoại với nghĩa là bác sinh ra ở đó. Mẹ bác đẻ bác ở cái mảnh vườn Hoàng Trù đó, thì đấy là quê ngoại của bác. Nhưng chỉ là quê ngoại tính từ đời thứ 11 trở đi thôi. Còn gốc tích quê ngoại của bác là Khoái Châu, Hưng Yên. Bây giờ ở đó có bàn thờ của mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm nào cũng đến mùng 1 Tết là về đó thắp hương. Và năm nào thì huyện ủy Khoái Châu của Hưng Yên và huyện ủy Nam Đàn của Nghệ An đều phối hợp tổ chức sinh nhật và làm dỗ cho bác. Đấy, đấy là những điều cần biết về huyền thoại. Và riêng các đồng chí nữ này, mong các đồng chí nhớ cho một chi tiết Thủ tướng Phạm Văn Đồng dặn chúng ta trước khi mất ấy, về với bác là làm dỗ bác phải dỗ âm lịch. Bác mất 47 năm nay, gần nửa thế kỷ rồi. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày chúng ta kỷ niệm về mặt nhà nước. Còn trong mỗi gia đình Việt Nam, làm dỗ bác như ông như cha của mình phải dỗ âm lịch nhé. Âm lịch của bác là 21 tháng 7 âm lịch, cũng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 30 tháng 8 âm lịch. Bác mất 9 giờ sáng mà công bố là 9 giờ 47 phút là cộng cả giờ hồi sức. Đại tướng cũng thế. Có kỳ diệu không? Đại tướng ngừng đập, trái tim ngừng đập đúng 6 giờ tối. Thì cái người cận vệ trẻ tuổi của đại tướng đã vinh dự tiếp máu cho đại tướng hôm sinh nhật vì đại tướng kiệt sức. 103 tuổi rồi. Và khi nghe tin đại tướng mất, cả phòng bệnh rền rĩ tiếng khóc thương. Thì cái đồng chí chiến sĩ trẻ tuổi mới nhập ngũ là cận vệ của đại tướng, chạy ngay đến giường bệnh đại tướng. Và anh mở máy điện thoại, mở cái bản nhạc Quảng Bình Quê Ta Ơi, áp sát vào tai đại tướng. Thì kỳ diệu làm sao, đại tướng lại mở mắt. Đại tướng lại nghe hết bản nhạc Quảng Bình Quê Ta Ơi rồi mới ra đi vĩnh viễn. Và lúc đó là 6 giờ 9 phút buổi tối. Lúc đó Trung ương đang họp và quyết định làm quốc tang cho đại tướng. Một quyết định kịp thời và rất được lòng dân. Cho nên là quốc tang lập tức thành dân tang là thế. Và trong biết bao nhiêu bài thơ khóc thương đại tướng thì câu hay nhất là câu này này. Văn lo việc nước, văn thành võ. Võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Là như vậy, hình ảnh của bác đấy. Bác mất vào 9 giờ sáng hay 9 giờ 47 phút sáng vẫn là giờ viết di chúc. Còn đại tướng mất 6 giờ tối hay 6 giờ 9 phút buổi tối trước khi về yên nghỉ Vũng Chùa Đảo Yến thì có ngờ đâu, đấy là giờ các buổi tối hàng ngày đại tướng ngồi thiền. Ngồi thiền để suốt đời thực hành chữ nhẫn trong cuộc đời đại tướng. Học trò của bác đấy. Ta xem. Thì các vĩ nhân nó cũng trùng hợp như vậy. Có kể bao nhiêu vẫn là không đủ.
những ngày bác ốm nặng.